tên là Hà Thị Thu Hà, học ở khóa 47 ạ. Lớp điều dưỡng ạ. Em đang công tác khoa nào? Dạ, em đang công tác khoa gây mê hồi sức của bệnh viện Sơn Tây ạ. À thế ạ. Thế sau cái thời gian này học xong mình có được đi làm luôn không? Dạ có ạ. À thế ạ, đi làm luôn rồi ạ. Dạ. Mới ra trường có cái khó khăn gì không? Lúc đầu thì cũng ở nhà một giai đoạn. Khi đi làm thì mình có bỡ ngỡ gì không? Thí dụ về cái tâm lý này, kỹ năng nghề nghiệp này, vân vân. Có thì nó cũng có ạ. À thế ạ. Và nhất là mình chưa quen với môi trường làm việc của mình. Ừ. Thứ nhất là các em nên chăm chú vào học tập, và cái kiến thức quan trọng nhất là phải thực hành. Thực hành nhiều đúng không? Mình phải có tâm với nghề, cái tâm là luôn luôn đặt lên hàng đầu. Cảm ơn em. Bẩm sinh thì mình cũng có thể là có một phần, nhưng cái quan trọng nhất là mình phải rèn luyện cái kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đứng trước mọi người, đứng trước đám đông, thì lúc đấy mình lên thì mình sẽ cảm thấy tự tin hơn. À, nghĩa là mình rèn luyện trong quá trình làm việc. Rèn luyện trong quá trình làm việc, trong cuộc sống hàng ngày. Cái công việc hàng ngày thì em có gặp phải những tình huống nó khó xử không? Công việc hàng ngày thì đôi lúc cũng có, nhưng mà mình có thể trong phạm vi mình có thể xử lý được. Rất tốt. Em có gửi gắm gì cho các em sinh viên mới không? Bởi vì một trong những cái mà hiện tại người ta đánh giá điều dưỡng Việt Nam mình rất yếu ở khâu giao tiếp cũng như là truyền thông trong sức khỏe. Em có thể nhắn gửi một chút cho sinh viên mới qua không? Đây thì em cũng muốn nhắn gửi cho các bạn sinh viên là hãy ngoài chuyên môn kiến thức cần phải giỏi, nắm chắc ra, thì mình cũng phải cần học hỏi kỹ năng giao tiếp. Giao tiếp rất quan trọng. Nhiều khi mình chuyên môn giỏi nhưng mà mình giao tiếp với bệnh nhân thì mình không biết lời ăn tiếng nói như thế nào, thì người ta, thứ nhất người ta không hiểu, thứ hai là người ta hiểu lầm mình. Hiểu lầm mình là ví dụ như là trong những cái vấn đề tế nhị chẳng hạn. Đấy. Em xin tự giới thiệu là em là Nguyễn Như Quỳnh. Trước là em học khóa 356H lớp anh Khánh quản lý, thì là cũng là học sinh cũ của trường thôi, nhưng mà em ra trường thì cũng phải mất ở nhà 2 năm. Vâng, sau đó là có đợt thi thì em vào đây thi, và khi mà vào đây làm thì được rất là vui được về khoa hồi sức, vì khoa hồi sức là một trong những khoa gọi là đầu ngành của bệnh viện, vì vừa là chuyên môn vừa là nơi các điều dưỡng cũng như trưởng khoa rất là nhiệt tình giúp đỡ cho bọn em. Lúc đầu bọn em mới về thì bọn em cũng hơi khó khăn, tại vì là chưa được tiếp xúc với môi trường đấy nhiều đấy. Thế nên là sau càng về sau thì là các anh em cũng giúp đỡ lại cho nhau. Thế nên là bọn em cũng quen dần môi trường và em cảm thấy là yêu thích cái khoa này. Đấy, còn cũng như chị Yến chị nói, nhưng mà riêng khoa em ở khoa thì em thấy là các học sinh ra khoa em là cũng rất chăm chỉ và cũng rất tiếp thu. Bọn em nói cái gì là cũng làm, và cũng làm rất là tốt. Chứ không phải là đấy, không biết là các khoa khác như nào, nhưng riêng khoa học sức bọn em là chỉ cần nói các em cần nói và các em rất là ham học hiểu. Nhưng em thấy là nên là cho các em là có nhiều thời gian thực tập hơn. Cũng xin hỏi Quỳnh một chút nữa nhé. Quỳnh là vừa đạt giải nhì này, Quỳnh vừa đạt là người ứng xử hay nhất này. Thì Quỳnh có thể nói cho một chút về cái tại sao em có thể đạt được những cái kết quả như vậy trong... Thật ra để mà nói là đạt được kết quả như ngày hôm nay thì bọn em rất phải cảm ơn khoa. Nhất là vừa là trưởng khoa, thứ hai là chị Thắm hành chính, và thứ ba là chị Thảo, như anh điều dưỡng trưởng, cũng rất là quan tâm đến cho bọn em, vừa giải hướng dẫn giải thích cho bọn em về chuyên môn, cái thứ hai là lại hướng dẫn cho bọn em cách ứng xử giao tiếp với cả mọi người nữa. Nên là được như ngày hôm nay là em phải cảm ơn tất cả mọi người trong khoa đã cổ động vũ cho em, giúp đỡ cho em được như ngày hôm nay. Nếu như mà học sinh ở trong trường ra thì có những cái khó khăn trong quá trình học tập thì là sinh viên cũ thì em có thể... làm những gì để giúp họ được không? Em vẫn giúp đỡ và giải thích cho các em hiểu. Nhưng những cái vấn đề như của chuyên môn á, những cái kỹ thuật đơn giản như tiêm truyền hoặc là đặt sông ạ giấy các thứ như ở thủ thuật của khoa em ấy, em những cái bệnh nhân nào đối với bệnh nhân mà như bệnh nhân là dễ dàng đạt được, em vẫn để cho các bạn làm, và em hướng dẫn trước khi làm là em phải hỏi các bạn ấy là có nhớ về quy trình không. Các bạn đọc quy trình ra, nếu mà đúng em sẽ hướng dẫn cho làm. Đấy, và để như hôm nọ cũng thế, em cũng hướng dẫn cho các bạn làm, một là sông tiểu, hai đặt sông ạ giấy, các bạn đều làm rất là tốt và rất nhớ quy trình. Em vẫn bảo là lý thuyết ở trong trường mình dạy thì vẫn là tốt nhất, vừa nhớ mà thi cũng rất là công minh đấy. Em bảo là cái vấn đề lý thuyết ở trong trường đã rất là quan trọng rồi, bọn em đã học thuộc này rồi thì đến ra thực hành bọn em nên làm nhiều hơn, và các em ra đây thực hành cũng rất là năng nổ, nhiệt tình.
em không chơi được vào điểm nào riêng về khoa em, còn các khoa khác thì em không biết. Cảm ơn em. Hy vọng là em sẽ tạo điều kiện nhiều hơn cho các sinh viên. Vâng ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Thị Hòa, công tác tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Trước em có học ở lớp 412B do trường quân y ạ. Và trong quá trình công tác thì em học xong là em ra trường em thi đỗ công chức luôn và em công tác luôn. Trong quá trình công tác tại khoa thì em cũng đang theo học lớp cử nhân điều dưỡng ở Đại học Y Hà Nội. Và qua những thời gian về khoa để công tác thì em thấy học viên ở trường quân y ra khoa em. Ở các khoa khác thì em không rõ, nhưng khoa hồi sức em thì tất cả các nhân viên giúp đỡ rất tận tình các em. Chỉ cần các em có tinh thần học hỏi, các em chỉ cần nói, chúng em hướng dẫn rất rất là chu đáo và tận tình. Nhưng mà khoa hồi sức có những bệnh nhân rất là nặng và cái nhu cầu chăm sóc thực tế rất là nhiều, áp dụng thực tế. Các em muốn tận tâm với nghề thì các em chỉ cần tìm hiểu, làm tốt ở khoa hồi sức cấp cứu thì ra em chăm sóc bệnh nhân rất là tốt. Đây là một khoa mà có cái sự chăm sóc toàn diện. Vâng, một khoa chăm sóc toàn diện. Mình có thể có một cái nghề nghiệp. Vâng, tất cả, tất cả. Rồi, thì Hòa có gửi gắm gì cho các em? Em có một lời gửi gắm tới các bạn học sinh là các bạn cứ mạnh dạn lên, học hành chăm chỉ, thật tốt, ra ngoài viện thì thực hành, học hỏi các anh các chị. Và chúc các em có thể thành công hơn trong cái nghề, sự lựa chọn nghề nghiệp của mình. Cảm ơn Hòa. Em cảm ơn. Hy vọng là sau những buổi thi như này chúng ta sẽ càng trưởng thành hơn. Cảm ơn em.